Chị nhớ là chị có để một cái chữ. Tại vì em biết làm sao không, nó nhiều quá chị nhớ không có hết. Trời ơi, nó không cho tôi thấy nè. Vậy là khi đem về thì gỡ bé ra tắm rửa thì cái kiểu như nó bị vậy là nó hơi phân thủy rồi đó em. Nó bốc mùi nó rất là hôi luôn á. Chẳng ai muốn là có thêm các thành viên mới ở trang viên này. Chỉ muốn là dừng lại ở cái số lượng này thôi. Tại vì mỗi bé khi mà đã hình thành được cái linh hồn rồi á thì chưa được cảm nhận được cái thế giới xung quanh thì đã giả tư rồi. Thì cũng rất là xót xa. Mến chào quý cô bác anh chị, hiện tại Phong Bụi đang có mặt tại trang viên Hoa Hồng nằm ngay tại xã Vĩnh Ngọc, thành phố biển Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa. Một năm trước Phong có đặt chân đến cũng chia sẻ với mọi người về cái trang viên và cái cuộc sống của hàng ngày của chị BB, người mà dành hết tất cả cái tuổi đời của mình để chăm sóc các cái bé thai nhi. Chắc là mọi người cũng nhớ lại cái hình ảnh cách đây khoảng một năm trước mình cũng chia sẻ với mọi người. Đây là một căn phòng mà gần như ai đặt chân đến cũng có những cái cảm giác khá là ấn tượng. Đây là phòng tẩn liệm. Khi mà mỗi buổi sáng thức dậy thì chị BB sẽ bắt gặp những cái hũ tro cốt. Rất là nhiều người mà sau khi mà phá thai họ hay đặt ở phía trước cổng này. Và sau đó thì chị BB sẽ nhận những cái thai nhi và mang vào trong này. Trong này thì mình thấy có những cái hũ với đối với các bé mà vài tháng tuổi thì sẽ được đặt ở bên trong này và quấn thêm những cái bộ đồ để cho thấy rằng là các bé cũng được quần áo đầy đủ như những cái em bé khác. Và góc bên này thì có những cái bé mà lớn quá thì có thể là rửa cho sạch với bằng rượu. Còn đây là những cái hộp liễng này, những gọi là những cái quan tài dành cho các bé mà có kích thước lớn vài khoảng là 6 đến 12 tháng tuổi. Và bây giờ thì Phong sẽ đi lên trên quả đồi để mọi người thấy được cái khung cảnh nghĩa trang hiện giờ như thế nào và cũng như là trò chuyện với chị BB nha. Sau khi đi từ ở dưới khu vực mà tẩn liệm á thì bây giờ Phong cũng đã đặt chân đến khu vực an nghỉ của các bé. Thì cách đây khoảng một năm trước thì sẽ bắt gặp rất là nhiều tán cây. Nhưng mà vừa qua thì ở Khánh Hòa cũng trải qua những cái trận lụt, cho nên là những cái quả đồi này nước họ tràn xuống làm ngã đổ cây rất là nhiều. Còn bên này cho mọi người tham quan một xíu nha. Trước khi Phong đi lên phía trên để trò chuyện với chị BB. Ở góc này thì có rất là nhiều đồ chơi cho các bé. Thì hôm trước mình cũng có chia sẻ với mọi người rồi. Các cái vị khách khi mà đến đây họ thắp nhang cho các bé thì có mua những chiếc xe như thế này. Thậm chí là họ cũng không xác định được là các bé mất ở đây là giới tính nam hoặc là nữ. Tại vì rất là nhỏ tuổi, thậm chí có bé thì chỉ có vài tuần tuổi thôi. Và đây là những cái đồ chơi này. Mọi người có thể thấy có rất là nhiều câu chuyện liên quan đến những cái con búp bê này. Thì tí nữa đây thì Phong sẽ trò chuyện rõ hơn cho mọi người được rõ. Còn lần này thì mình thấy là phía bên góc bên này thì có thêm những cái phần mộ. Ở góc vỏ đồi trên kia thì cũng có khá là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem cái khung cảnh. Anh Hiếu quay cho mọi người xem cái khung cảnh ở đây. Sở dĩ người ta gọi ở đây là trang viên Hoa Hồng và cũng không gọi là nghĩa trang, tại vì dùng cái từ trang viên á, cảm giác nó nhẹ nhàng hơn. Và mọi người có thể thấy rằng là đặt chân lên đây giống như một cái công viên, một cái nơi vui chơi của các bé. Cho nên là mỗi cái phần mộ sẽ có những cái bông hoa hồng. Hoa hồng này thì chị BB hàng năm sẽ thay những cái bông mới. Và có rất là nhiều bạn sinh viên đến đây hỗ trợ giùm. Thì hiện giờ trên bãi đó cũng có một số chị cũng đang quét dọn cho các bé sạch sẽ hơn. Đợt trước thì Phong cũng có chia sẻ với mọi người hai cái phần mộ của hai bé này. Cứ mỗi lần mà chị BB hoặc là những cái vị khách nào mà phương xa đến ấy, thì những cái trống trống này nó sẽ quay. Lần này thì không có thấy hiện tượng đó, nhưng mà các lần trước thì trống trống quay. Và theo chia sẻ của chị BB ấy, thì các bé đang khá là vui khi mà có khách đến thăm. Và bé có tên là Nguyễn Lê Hữu Nhân, mất vào cuối tháng 12 2019, và song sinh là Nguyễn Lê Thiên Đức,
cũng mất cùng ngày. Thì bây giờ mình sẽ đi lên phía trên để trò chuyện thêm nha. Người bên tay phải của mọi người đây là chị BB. Chị BB thì chăm sóc các bé đã khá là lâu rồi, từ thời ba chị đúng không? Đúng chị. Hôm trước em ghé chị làm vào ngày mùng 5 Tết, thì hôm nay cũng đã cuối năm rồi. Từ đầu năm cho đến hôm nay thì thêm bao nhiêu bé nữa chị nhớ mà? Chắc cũng khoảng ước chừng 700-800 bé. 700-800 bé. Nhưng mà cái đợt từ Tết đến giờ thì hầu như là em nhớ không lầm là phần lớn là các bé ở đây có ba mẹ phần lớn là sinh viên. Nói chung là mọi thành phần hết. Mọi thành phần. Suốt khoảng thời gian qua thì chị có gặp những cái trường hợp nào mà ba mẹ vứt bỏ mà thương tâm không chị? Không em, tại vì những cái bé mà khi đưa về đây là những cái bé giống như là có một số trường hợp là bé nó bị hư, nghĩa là khi mang thai 7-8 tháng thì bé nó không còn tiêm thai trong bụng nữa, nghĩa là nó mất cái tiêm thai thì buộc phải đình chỉ thai kỳ để lấy bé nó ra, thì gia đình cũng đem về đây, cũng xin gửi về đây cho bé được nằm ở đây với các bạn ở đây. Rồi cũng có những cái trường hợp mà giống như là vỡ kế hoạch á, lỡ thì như là nhỏ thôi thì cũng đem về đây, thì cũng nói chung là lâu nay cũng ít gặp được những cái trường hợp như vậy, thì nói chung không cầu mong, cũng mong cho mọi người ý thức được cái việc này, đừng có để bỏ em như vậy. Nhưng mà vừa qua thì trải qua cái đợt dịch á, thì cái việc mà di chuyển đi rất là khó. Vậy thì có trường hợp nào mà mọi người nhờ chị đến tận nơi để nhận các bé, hoặc là họ bằng hình thức là họ nhờ các cái xe tải hoặc là những cái phương tiện nào có thể ưu tiên có thể đem đến đây được? Có em thì dịch đây thì có thể từ khi tụi em tới với Hoa Hồng này thì mọi người biết được cái ngôi nhà Hồng này nhiều hơn, thì thỉnh thoảng có rất là cái nhiều cái những cái em bé được đưa từ các tỉnh về đây, không phải riêng giờ Khánh Hòa, Tiền Giang, An Giang, Móng Cái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sài Gòn, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bạc Liêu, nói chung là cũng rất là nhiều. Thì có thể là chị nghĩ là em nó đủ duyên, bé đủ duyên chỗ đây, thì cũng mình không có dám nhận xét về cái việc làm của ba mẹ đúng hay sai, tại vì thiệt sự mỗi người có một cái nỗi khổ, một cái hoàn cảnh riêng. Nhưng mà đã là con người thì chị ai cũng chỉ có cái sai lầm hết, chứ không ai là không có sai lầm. Thì mong rằng ví dụ mình có lỡ một lần thì thôi. Rồi sẵn đây chị cũng muốn nhắn nhủ những cái gia đình mà có gửi em tới đây, thì tất cả những bé gửi đều được đem về tới Hoa Hồng, rồi cũng đã được có những cái ngôi mộ rất là ấm cúng, đầy đủ nhang khói, bánh kẹo. Các bạn được về đây chung với các bạn thì cũng hạnh phúc lắm. Vậy thì nhân tiện đây thì chị dẫn em qua tham quan cái phần mà các bé mới về đây nha. Tính ra thì ở đây thì đã hơn 13.000 phần mộ rồi mọi người. Một năm trước khi mà mình đến đây á thì chỉ có một cái khu vực nhỏ nhỏ phía đây thôi, thì sau này xuất hiện thêm một cái khu bên này. Từ đầu năm đến giờ thì đã có hơn 700 rồi, 700 bé về đây. Đây là cái phần nơi ở mới của những bé mới. Đây là chồng của chị BB đang xây cất thêm những cái phần mộ mới. Đây là 4 bé mới đem về hôm qua. 4 bé hôm qua hả chị? Hôm qua thì hôm nay anh xây lại cho các bé. Thì vì mưa không làm được. Cái thời gian này ở Khánh Hòa thì nó cứ hay mưa đó, nên mình cứ tranh thủ lúc này là mình xây lại cho các bé lúc đó, để mưa nắng tụi em. Lần này thì em thấy là chị dùng những cái tên rất là dễ thương, như là bé Hoa Huệ nè, rồi có tên luôn. Đợt trước thì có một số phần mộ thì mấy cô chú cũng chia sẻ là chị hay đặt tên là vô danh đúng không? Như sau lần này thì chị em thấy chị đặt tên Hoa cho các bé vậy chị? Như là Thiên Lý cũng có nè. Nghĩa là hồi trước thì cô nghĩ là đã vô danh. Cô nghĩ là em nó đúng là những cái phần mộ này em bé nó còn nhỏ, nghĩa là khi nó chưa có tượng hình thì mình cũng không có biết được cái giới tính của bé là nam hay nữ cho mình đặt. Nhưng mà khi mà chị nhiều khi chị ngồi chị nghĩ để vô danh thì thấy nó thương thương tội tội, thôi kệ nó, mình cũng cho em nó cái tên, ví dụ cái tên mà
có thể con trai con gái gì gọi cũng được, hoặc là một cái tên gì đó về một cái loại hoa gì đó để cảm giác cho nó nhẹ nhàng và nó vui một chút, chứ để vô danh thì khi nhìn thấy nó hơi hơi buồn, tại vì em bé mà tụi nó đều lúc nào cũng thích những cái sắc màu, những cái gì mà nó năng động hết, nó vui tươi hết. À, những cái phần mộ mới thì mọi người thấy không, trên những cái phần mộ thì có những cái bông hoa hồng như thế này nè, và có những cái món đồ chơi, và hàng ngày thì hay cho sữa cho bánh các bé nữa. Ở đây thì hình như là có một số cô chú là nhận các bé làm con luôn hả chị? Đúng rồi. Như trường hợp của chị gái này nè. Cái cô này là cũng muốn cổ xem được cái kênh của em, xong cũng muốn là quan tâm xây những cái ngôi mộ cho các bé, thì cổ xin cũng cổ thích cái bông hoa hệ của nó, chị cũng muốn đặt cho bé nó cái tên hoa hệ, mình để bé hoa hệ, chứ còn bây giờ mình cũng không biết ba mẹ biết là ai họ tên xe đó mình đặt. Vậy là cái vị trí mà em với chị đang ngồi á, là từ đầu năm đến giờ là đúng các bé về ở, từ phía bên này đổ qua hả chị? Đúng rồi, em từ cái dãy đầu tiên đổ qua. Hôm trước thì em thấy chị có chia sẻ một cái bức ảnh, đó là có một bé khi mất thì ba mẹ gửi về đây bằng cái đường bưu điện. Thì trường hợp bé nó như thế nào vậy chị? Bé đó thì ở móng cái, thiệt sự chị cũng không biết ba mẹ biết. Thực sự chị không biết, tại vì chị nghĩ là ba mẹ biết cái chỗ này có thể là qua một cái kênh YouTube hoặc qua một cái truyền thông gì đó thì biết được cái địa chỉ, cái số điện thoại như thế này. Thì tình cờ ngày đó thì chị nghe được cái điện thoại của chú đó là gọi chị xuống là lấy, nghĩa là khi mà chuyển đi thì không có nói là cái thai nhi, nó là học quà thôi. Thì chị cứ suy nghĩ, tại vì thực sự chị không có quen ai ở xe vậy, mà chị cũng không hề mua đồ trên mạng hay là mua cái gì ở xe vậy. Thì chú đó nói là nó hôi lắm, cô xuống cô lấy về cô cho cô coi thử là cái gì. Thì ở ngoài ghi là giống như là hộp thuốc vậy đó. Thì chú đó mới thẳng thừng nói với chị là cô đi trong cái chặng đường dài luôn, nghe nó hôi lắm, nhưng mà cô không biết cái gì đó. Thì cô coi cô mua hàng trên mạng, cô cẩn thận để cô mua tầm bậy uống vô là bệnh. Nhưng mà khi chú đó nói là chị đã hiểu rồi, nó dạ thôi chú chờ con chạy xuống là tội, chú đó không tội lắm. Chú nói là nó hôi lắm đó nha cô coi đi. Nhưng mà khi chú đó vừa đi thì chị nhìn là chị biết em bé. Tại vì em biết không, dịch bệnh mà từ Móng Cái vô tới đây thì một cái chặng đường rất là xa, chị nghĩ cũng gần cả tháng mới tới nơi. Thì chị nghĩ trong cái quá trình đi thì mình không bảo quản thì nó sẽ bị phong thủy, nó sẽ bị hôi. Cũng thương cho bé là cũng đủ duyên là bé về tới đây, thì cái đó là cũng cái điều mừng của mình. Nên để về tới đây thì mình cũng cho hủy, mình đón nhận. Thì khi đem về thì gỡ bé ra tắm rửa thì cái kiểu như nó bị gọi là nó hơi phân thủy rồi đó em. Nó bốc mùi nó rất là hôi luôn á. Nhưng mà thôi thì mình cũng cố gắng mình để cho em được cái áo cái quần, rồi sau đó là cho em. Cái đó là cái kỷ niệm chị nhớ ở trong cái mùa dịch này. Thương lắm, mình không biết ba mẹ bé, nhưng mà mình nghĩ qua clip này thì mình nghĩ ba mẹ bé cũng yên tâm phần nào, vì con nó cũng đã về tới Hoa Hồng rồi. Vậy là bé là khoảng bao nhiêu tuần tuổi chị? Theo chị thì cũng gần 3 tháng. Gần 3 tháng. Nhân tiện này thì clip này cũng chia sẻ cho ba mẹ của bé là bé ở từ Cẩm Phả, Quảng Ninh đúng không chị? Móng Cái Quảng Ninh, Móng Cái thôi. Gửi vào trong này thì cũng đã được về đây an nghỉ rồi. Chị có thể chia sẻ cái phần mộ của bé để cho ba mẹ để chị nhớ, con nó nhiều quá chị không nhớ hết, để chị tìm cái nha. Để chị phải đánh dấu dưới mỗi cái mộ á. Em thấy là ở đây chị đánh số 3, số 4 rồi nè. Những cái phần mộ nó có những cái ký hiệu á để chị nhớ. Chị nó nhiều quá em. Chị nó nhiều chị nhớ không có hết. Bé này là lớn lắm nè. Đúng rồi, cái bé này ở Đồng Nai nè. Thì chị nhớ nha, bé là mình Hồ Chí Minh nè. Em tìm nhìn chị ở dưới nó có một cái chữ. Chị ghi là bé này là ở Vũng Tàu nè. Vũng Tàu xa lắm. Thậm chí là dưới Cà Mau luôn hả chị? Đúng rồi, em Cần Thơ. Cần Thơ. Cái này là bưu điện chuyển về nè. Là bé nè. Chị nhớ là chị có để một cái chữ. Tại vì em biết làm sao không, nó nhiều quá chị nhớ không có hết. Chị BB có chú thích là bưu điện gửi về nè, rồi chuyển qua fax nè,
rồi gửi qua xe đò cũng có luôn nè. Hay là đây chị, hay bé này bưu điện gửi về. Chị nhớ không? Nó nhiều quá em. Ở dưới có chữ bốn cái, tụi chị nhớ. Okay. Ờ cái bé đó chị nhớ lắm. Tại vì chị nói là cái kiểu như nó đi một đường, bé này ở Hà Nội nè. Đi một cái chặng đường dài về tới đây á. Ờ chị, cái hôm mà mùng 5 Tết cho đến năm nay thôi nè, thêm một cái khu vực rất là nhiều bé. 700 phòng. Chị nhớ không có hết. Phải có thời gian. Ở Kiên Giang luôn kìa. Xa đúng quá. Ở Kiên Giang mà. Ở dưới miền Tây thì cũng có một số cái nghĩa trang dành cho thai nhi. Nhưng mà chắc có lẽ là ba mẹ cũng muốn cho bé ở đây ăn nghỉ. Cái này là bé này thì gửi sao chị? Sao gửi khách được ta? Chị không biết, nghĩa là chị nhận thì ông đó nói là có hàng gửi về thì chị nhận thôi chứ chị cũng. Đâu. Đứng ở đây là ba. Quảng Ninh, ở Móng Cái ha. Móng Cái đi. Chị đến tặng cho nó cái tên là bé ở Móng Cái, nhưng mà chị có nhận cái lá thư của mẹ bé hay là ba bé ghi gì đó là đặt cho bé một cái tên, có cái thư đặt cho bé cái tên. Đây trời ơi, nó không cho tôi thấy nè. Vậy là bé gửi trong cái đợt giãn cách sòi á. Đúng rồi. Dạ. Và khoảng theo chị BB thì ước chừng là khoảng 3 tháng tuổi. Và đã bốc mùi rồi. Chắc là do xe đi hơi trễ, hơi chậm á. Mẹ đặt tên cho bé là Nguyễn Thiên Ân. Nguyễn Thiên Ân. Mất vào ngày 18 tháng 10. Thời điểm đó thì Sài Gòn cũng giãn cách không cho ra đường luôn á mọi người. Trang Nguyên Hoa Hồng. Bé ở Móng Cái gửi về. Này chị phòng đón bé nam không hay là bé nữ mà chị có xe đồ chơi nè. Chị cảm giác là con trai. Con trai. Chị cảm giác là con trai khá nhiều. Em thích nhất là cái tên, lấy tên là Bình An nè, tên đó cảm giác nó nhẹ nhàng lắm. Đúng em. Bình An rồi Thiên Ân, hình như chị có Thiên Ân đúng không? Đúng em. Thiên Ân, đây Thiên Ân. Thiện Tâm, nói chung Thiện cũng Tâm. Nhiều An Lạc, Bình An, Tú An. Những cái tên mà như thế này thì ba mẹ gợi ý đặt giùm luôn hả chị? Nghĩa là ví dụ như khi mà gửi bé về đây á, mà nếu ba mẹ có kèm thêm một cái thư tay á để nhắn nhủ cái gì đó cho bé thì chị sẽ làm như vậy. Để chị mong muốn một điều là dù thế nào đi nữa cũng là con, thì nếu mà sau này có điều kiện thì ba mẹ có thể vô đây thăm em. Thì em biết đó, cái nghĩa trang thì ngày rất là nhiều, mà chị phải có một cái gì đó để làm dấu á thì mới biết. Ví dụ sau này mẹ bé tới hay ba bé tới hỏi thì chỉ còn biết chỉ bé nó ở đâu, ở khu vực nào, chứ còn mình không có thể là mình nhớ hết được hết á. Em thấy là như là chị nên lập một cái file á sẵn ra, để ví dụ lỡ tìm kiếm thì nó dễ hơn, đánh theo số thứ tự nè cho nó dễ. Chị thì chị có những cái quyển sổ, chị không rành máy tính nhưng mà chị lưu lại dụ như trường hợp nào. Nhưng mà thiệt ra chỉ còn nhắc một cái chi tiết gì đó thì có thể chị nhớ được. Tại vì khi đem về đây thì mọi tất cả các bé đều tự tay chị tẩm liền, tự tay chị bỏ xuống, nên chị sẽ rất là nhớ, sẽ rất là nhớ. Từ đó đến giờ thì trong các cái bức thư tay thì bức thư tay nào mà chị bây giờ đến bây giờ là chị nhớ nhất? Nói chung tất cả những cái bức thư chị nhận được thì đều là một cái nỗi lòng của ba mẹ bé gửi về đây. Thì giống như chị nói đó, có thể một phút bồng bột mong nổi mình cái phạm sai thì mình cũng không có dám trách, cũng không có lên án ai hết.
thì tuổi trẻ mà ai cũng có những cái bồng bột, những cái sai lầm hết. Nhưng mà chị mừng một cái là các bạn biết gửi cô về đây cũng là một cái niềm của cho cái thai nhi đó. Khi mà mình bận lúc bé mình đi mình vứt đó thì tội lắm em. Mình còn một chút tình thương, mình biết thương con thì mình cứ gửi nó về đây để nó có được một cái nấm mồ, cũng an ủi được cái phần này vong linh của bé, chứ cũng đừng có vứt bỏ. Có những bức thư nó rất là tội, cũng như người mẹ trẻ thì chị nghĩ là sai lầm thì mình cũng đã gây ra rồi, sai lầm rồi, thay vì mình buồn đâu thì mình cố gắng mình sám hối nè, mình làm phước nè, mình tụng kinh cầu siêu hoặc những cái việc thiện gì đó để phù hướng cho cái vong linh của cái thai nhi đó. Thì cái đó là một cái lời khuyên á, giống như cái lời nhắn nhủ thì gửi tới các bạn đó. Thực ra thì chẳng ai muốn là có thêm các thành viên mới ở trang viên này. Chỉ muốn là dừng lại ở cái số lượng này thôi. Tại vì mỗi bé khi mà đã hình thành được cái linh hồn rồi á, thì chưa được cảm nhận được cái thế giới xung quanh thì đã giả tư rồi, thì cũng rất là xót xa. Gần một năm qua do là tình hình dịch và điều kiện đi lại nó khó khăn, cho nên là hôm nay mình trở lại thăm thì cũng khá là buồn khi mà thêm những cái số lượng, thêm những cái thành viên mới. Hôm nay thì thấy chị BB thì có vẻ là tiều tụy hơn trước nè, lo gì nhiều hơn hả? Đúng rồi chị. Tại vì thiệt ra công chuyện của chị nó nhiều hơn chút. Với lại gần Tết á, như em lên á, em cũng thấy á, hôm nay là tụi chị sẽ cũng thuê thêm hai cô phụ giúp chị nữa, là để quét dọn xong rồi thay những cái hoa nhựa này nè em, để rút hết xong rồi đốt xuống cho các bé, rồi để chuẩn bị là rầm xong bắt đầu cái mình sơn, mình chà rửa những cái phần mộ mà nó đã cũ rồi em, rồi mình sơn mới lại, rồi mình thay hoa cho các bé. Rồi cũng mong muốn, cũng cố gắng sẽ làm được một cái sân chơi bên kia, cái chỗ nhà Linh đi lên á, là làm thêm những cái cầu tùa, cái xích đu, giống như là tạo một cái gọi là cái chỗ sân chơi riêng cho các giống cháu công viên thêm. Đúng rồi, em. Bây giờ mình lên đó có thử hay chị? Dạ. Theo kế hoạch của mọi người á, thì sẽ là một cái công viên cho các bé ở góc này. Cái phần đất này chị sẽ không có chôn. Những cái phần đất này chị sẽ để dành để làm giống như là cầu tuột này, xích đu với những cái bạc bên, để cái không gian cho các bé chơi. Đó là sắp tới Tết thì chị cũng thay những cái chân chống gió này nữa. Cái này nó cũng hư rồi, đất hết rồi. Cũng gần một năm rồi thì mưa gió nắng nó cũng hư, thì tôi để cái chỗ đây công viên cho mấy bạn về chơi. Thì có nhiều người nói với chị là nó nhiều quá, chắc sợ nó không đủ nó không đủ để nó chơi, không đủ chất đu, không đủ vào vừa để cho mấy ảnh chơi, thì thôi chị làm sao với cái này. Còn những cái phần trên này thì của mình luôn, thì đất của mình, nhà mình luôn. Đó, nhưng mà nó cao quá, nếu mà mình đi thì nó hơi cực một chút. Thực sự mà để mà chăm sóc hết với số lượng hơn 13.000 á thì mình thấy nó cực lắm. Thậm chí mà đi bộ từ dưới này đi lên này đã đuối rồi. Nói chi mà cái việc mà chăm sóc hàng ngày. Và thậm chí là thi thoảng thì mình thấy chị BB là hay thay những cái bông hồng mới. Và cái việc thay này là một mình chị hay là ai phụ không? Hoa thì đem về thì tự chị sẽ kết lại. Dạ. Nghĩa là hoa thì khi mình mua là họ sẽ bán riêng, không có kết thành cái hoa. À, mình bỏ công. Mình tự kết nó sẽ rẻ hơn. Dạ. Chi phí nó sẽ ít tiền hơn để mình làm cái việc khác. Rồi sau đó là khi mà gần Tết á, nếu như mà thường là mỗi năm chị sẽ nhờ các bạn sinh viên tình nguyện của các trường đại học ở đây. Nhưng mà năm nay dịch bệnh thì chắc cũng không, em cũng biết rồi đó, cũng không có được tập trung nhiều, cũng do bệnh dịch á, mình cũng chịu không cách. Thì có thể gần Tết thì cũng nhờ một hai cô gì ở trong làng đó vô phụ để gắn hết mười mấy ngàn cái hoa này cho các cháu. Hôm nay thì gần một năm rồi mình trở lại, thì từ đó đến giờ mấy cô chú cũng có nhờ là tiếp giùm cho các bé. Thì hôm nay thì mình cũng ghé thăm, có cái món quà chuyển của mấy cô chú. Tổng số tiền mọi người ủng hộ cho trang viên Hoa Hồng đó là 28.600.000. Thì hôm nay thì mình xin phép gửi cho chị BB, để cho chị BB có điều kiện để xây thêm những cái phần mộ cho chỉnh trang hơn cho các bé này. Rồi
Hy vọng rằng là cái ước nguyện có một cái công viên nhỏ cho các bé ở góc này sẽ được thực hiện trong đầu năm tới ha chị. Ừ. Còn tháng 12 thì chắc là không kịp không? Kịp không? Cố gắng sẽ có để cho các bé ăn Tết luôn. Ăn Tết luôn. Sao kịp? Bây giờ còn có tại vì những cái đó thì chị đã nói làm việc với bên khởi sách rồi. Nghĩa là đã coi mẫu qua đời rồi. Dạ. Thì nghĩa là khi nào mà chờ sơn Tết xong. Dạ. Rồi sẽ có hôm nào xong rồi chị chụp hình gửi cho em xem thôi nha. Cũng chia vui để cho mọi người biết rõ hơn. Cái này món quà của mấy cô chú em xin gửi chị ạ. Cũng xin thay mặt tất cả các con ở Trang Viên Hoa Hồng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã trong nước cũng như ngoài nước đã thương các bé ở Hoa Hồng, giúp đỡ không những về mặt là cầu nguyện mà tận tài để có đồng ngân, để ở đây con có đồng ngân để con lo cho các bé. Con biết trong mùa dịch này thì rất là khó khăn trong cái kinh tế, nhưng mọi người vẫn nhấn một chút để gửi về giúp cho các bé ở Trang Viên Hoa Hồng. Thì con xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, cũng xin kính chúc tất cả mọi người và gia đình, tất cả các mạnh thường quân luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ và bình an. Xin ơn trên phù hộ cho tất cả mọi người và đều được bình an trong cái mùa đại dịch này. Con xin cảm ơn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ạ. Cũng bây giờ thì mình sẽ đi một vòng cho mọi người xem thêm khung cảnh ở Trang Viên Hoa Hồng. Tổng số tiền mọi người đã ủng hộ cho Trang Viên Hoa Hồng đó là 28 triệu 6. Từ đợt dịch đến giờ thì cũng rất là khó khăn khi mà ra từ Sài Gòn ra ngoài Nha Trang. Tại vì nếu mà ra thời điểm dịch bùng lên thì mình phải cách ly, cho nên là mình không có điều kiện ra được. Cảm ơn chị Quyên ở bên Mỹ đã ủng hộ cho Trang Viên Hoa Hồng 100 đô. Nguyễn Xuân Duyên 500, Hồ Thị Thúy 200, Facebook Văn Hà 500, Xuân Lương 1 triệu. Vũ Thảo 200, Facebook Thấm Tuấn 500, một bạn không nói tên 300, một bạn không nói tên 200, Coco 500, một bạn không nói tên, xin lỗi là chị Nguyễn Thị Hương 1 triệu, cô Trú Tư Nga 300, Phan Yên 300, Nguyễn Văn Hùng ở Hải Dương 5 triệu, chị Thùy Dương ở trường Mầm Non Hướng Dương 1 triệu, Ánh Tặng Bé vào ngày 5 tây tháng 4 500, một bạn không nói tên 200, Cụ Líp 10 triệu, Giang 100 ngàn, em Phương Khánh ở Texas 2 triệu rưỡi, chị Nguyễn Thị Lam 9 triệu 6, lòng xin lỗi là chị Nguyễn Thị Lam ngày 9 tháng 6 1 triệu rưỡi. Mỗi lần mà về lại Trang Viên Hoa Hồng, mình có một cái cảm xúc lúc nào cũng khá là mới. Tự nhiên cái đọc ở đây cái mình xúc động quá. Tự nhiên cái không hiểu. Tự nhiên cái tới cái khúc này, tự nhiên mình không nói lên được thành lời. Khi mà bất ngờ khi mà thấy cái hình ảnh một cái bé có hình hài luôn, có khuôn mặt, có mắt luôn. Thôi chắc có lẽ mình xin phép kết thúc đoạn clip tại đây, tại vì cũng không có cảm xúc, không mà giữ được cái cảm xúc của bản thân, khá là xúc động cho nên là không có thể trò chuyện với mọi người được.